Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước trước thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm đó chính là Cốc lọc xăng sắt của Isuzu Chopper và Lissan Cái mã sản phẩm của nó là 16400 gạch ngang 41B05 à, Cái lọc xăng sắt này nó có thiết kế rất khá là đơn giản Ở phía ngoài là sắt Uh, cao cấp chống dỉ ở phần trong là lớp uh, lõi lọc để lọc các chất bụi bẩn của uh, xăng giúp cho hệ thống được bảo vệ uh, vận hành ổn định. thì uh, vừa rồi uh, à, em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm đó chính là cái lọc xăng sắt của Nissan và Isuzu Chopper. Uh, cảm ơn mọi người đã cùng bước trước thời gian xem video của em. anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333 hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô BMT số 1 319 Tam Trinh số liên hệ là 0856727222 em xin cảm ơn hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp em xin chào